Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an ra quyết định bắt giữ ông Trần Hùng, phó ban chỉ đạo 389, một người được cho là có liên quan tới vấn đề điều tra vụ án phân bón giả Thuận Phong, có liên quan tới bà cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Thưa quý vị, hôm nay ở trên mạng xã hội rất nhiều những người quen biết đối với ông Trần Hùng. Nếu quý vị biết rằng ông Trần Hùng đã từng giữ rất nhiều chức vụ quan trọng trong ngành công thương như Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả mà chúng ta quen dưới cái tên Ban Chỉ đạo 389. Ngoài ra, ông Trần Hùng còn từng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường của Bộ Công Thương. Được biết ông Trần Hùng tốt nghiệp trường C500, tức Đại học Công an trước đây, cùng thời với Bộ trưởng Công an Tô Lâm hiện nay. Thưa quý vị, nhắc tới tên ông Trần Hùng, thì việc đầu tiên người ta liên tưởng tới vụ án sản xuất phân bón giả Thuận Phong. Theo đó mà nó có những cái mối quan hệ sâu đậm đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, cựu Chủ tịch Quốc hội. Thưa quý vị, cách đây 4 năm, tưởng chừng cái vụ án sản xuất phân bón giả Thuận Phong đã được đưa ra xử lý theo pháp luật. Đó là quyết tâm rất cao của Phó Thủ tướng Thường trực ông Trương Hòa Bình. Vậy mà thưa quý vị, trong suốt 4 năm vừa qua, cho đến lúc vụ án sản xuất phân bón giả Thuận Phong nó liên quan tới một cái bộ làm phân bón giả cực kỳ lớn, tưởng chừng sẽ bị phơi bày và sẽ tóm được hung thủ đứng đằng sau, nhưng cuối cùng dư luận xã hội đã thêm một lần nữa ngỡ ngàng và thất vọng. Thưa quý vị, nếu quý vị biết rằng vào tháng 4 năm 2015, trước thềm của Đại hội 12, thì Văn phòng Thường trực Chỉ đạo 389 Quốc gia cùng đoàn 389 của tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra một cái doanh trại quân đội là nơi sản xuất của công ty phân bón Thuận Phong. Khi đó được biết, đoàn kiểm tra đã phát hiện các công nhân đang chiết rót phân bón từ dạng nước từ những cái bồn chứa nhập khẩu vào các cái chai nhựa mang nhãn hiệu Vitol. Nhãn sản phẩm đã ghi rõ nguồn gốc và Made in USA. Và sự việc tưởng như đã hai năm rõ mười, nhưng không hiểu một cái lý do gì sau đó vụ việc làm hàng giả, đặc biệt là sản xuất phân bón giả, đã bị đẩy theo nhiều hướng khác nhau. Thưa quý vị, sau Đại hội 12, sau nhiều cái quan điểm bất đồng xung quanh các cái vụ việc sản xuất phân bón giả của công ty Thuận Phong, và cuối cùng tháng 11 năm 2016, Phó Thủ tướng Thường trực ông Trương Hòa Bình đã tiếp tục chỉ đạo làm việc với các bộ, các ngành có liên quan và đi đến một cái kết luận cuối cùng là công ty Thuận Phong có dấu hiệu sản xuất buôn bán trái phép hàng giả, đó là phân bón, một cái mặt hàng liên quan tới sản xuất nông nghiệp. Lập tức Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã giao cho các cơ quan điều tra có thẩm quyền tiếp tục xử lý các cái sai phạm của công ty phân bón Thuận Phong theo đúng quy định của luật pháp và theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực. Tất cả những người có liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình, dù rằng người đó là ai, giữ bất kỳ một chức vụ nào. Và thưa quý vị, đến tháng 5 năm 2017, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có một cái văn bản yêu cầu hủy quyết định không khởi tố vụ án vừa kể của Công an tỉnh Đồng Nai. Theo đó, ông Lê Minh Chí cho rằng tiếp tục điều tra làm rõ hơn. Thưa quý vị, lúc đó người ta đã nghi ngờ động cơ của ông Lê Minh Chí. Liệu ông Lê Minh Chí có ra tay giúp đỡ một cái người đứng sau toàn bộ vụ án sản xuất phân bón giả là bà Nguyễn Thị Kim Ngân hay không? Và thưa quý vị, vào cái thời điểm đó, dư luận và những cái người liên quan, người ta tin rằng vụ án phân bón giả Thuận Phong sẽ phải đưa ra ánh sáng của luật pháp, bởi vì trắng đèn nó quá rõ ràng, không thể phủ nhận được. Tuy nhiên thưa quý vị, một cái kết quả mà người ta nói, một cái điều tưởng chừng như không thể thay đổi, một cái quyết định của Phó Thủ tướng Thường trực, phụ trách công tác nội chính,
của ông Trương Hòa Bình là bất di bất dịch. Vậy mà không hiểu lý do gì đã bị các cơ quan có trách nhiệm ở tỉnh Đồng Nai xóa sổ và công an Đồng Nai đã khẳng định không khởi tố vụ án. Thưa quý vị, giới phân tích cho rằng chẳng ai muốn một cái doanh nghiệp. Thưa quý vị, giới phân tích cũng như dư luận xã hội cho rằng chẳng ai muốn một cái doanh nghiệp đang làm ăn đàng hoàng lại phải dính vào vòng lao lý hay phá sản, thậm chí bị xóa sổ trên thị trường. Bởi vì người ta xác định doanh nghiệp có giàu thì nước mới mạnh, đời sống nhân dân mới được bền vững và kinh tế đất nước mới phát triển. Tuy nhiên thưa quý vị, cái vụ án sản xuất phân bón giả nó sẽ tạo ra những cái hệ lụy vô cùng lớn cho hàng triệu nông dân. Đó là những cái người bán lưng cho đất, bán mặt cho trời. Họ xem phân bón là một cái nguyên liệu chính để làm ra các cái nông sản. Thì rõ ràng cái điều đó chúng ta không thể chấp nhận tồn tại một cái loại phân bón giả như vụ việc vừa kể. Cái điều đó nó không những ảnh hưởng đến chính những người nông dân mà nó gây ra những cái hệ lụy cực kỳ tai hại cho xã hội, nhất là nghề nông nghiệp của Việt Nam. Như quý vị đã biết, hiện nay nông nghiệp Việt Nam vẫn chiếm một cái đa số trong tỷ trọng của nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên công an tỉnh Đồng Nai không hiểu một cái lý do gì, do ai chống lưng, họ vẫn giữ nguyên quan điểm không khởi tố cái vụ án đối với công ty Thuận Phong. Thậm chí người ta đề nghị xem xét cho kết thúc vụ việc ngay lập tức. Và thưa quý vị, chắc chắn khi đưa ra những cái quyết định vừa kể, giới phân tích cho rằng công an tỉnh Đồng Nai có những cái lý lẽ của họ. Nhưng lý lẽ của công an Đồng Nai không thể vượt qua những cái kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, cũng như những cái hồ sơ của các bộ, các ngành liên quan. Họ có đầy đủ các chứng cứ khẳng định rằng công ty Thuận Phong đã sản xuất phân bón giả. Và điều đó bây giờ chỉ còn là phân định đúng hay sai. Nó là việc của các bên có trách nhiệm, đặc biệt là lãnh đạo cao cấp của nào. Nhưng không hiểu một cái lý do gì mà công an của một tỉnh, đó là tỉnh Đồng Nai, dám chống lại lệnh của Phó Thủ tướng thường trực. Điều đó chúng tôi không nói tới cái việc mà hàng triệu nông dân bị ảnh hưởng bởi cái nạn phân bón giả, mà một cái vấn đề quan trọng một đất nước phải cai trị bằng luật pháp, pháp luật kỳ cương phải được tôn trọng, công bằng cũng như đạo lý phải được thượng tôn. Vậy mà thưa quý vị, ông Trần Hùng là một cái người chỉ đạo trong cái vụ việc điều tra từ đầu đến cuối liên quan đến cái vụ việc phân bón Thuận Phong. Tối ngày hôm qua 17 tháng 8 đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bắt giam. Thưa quý vị, điều này nó xảy ra chỉ sau chưa đầy một tháng mà Phó Thủ tướng ông Trương Hòa Bình chính thức nghỉ hưu. Đó là những vấn đề người ta cho rằng nổi cộm và có những vấn đề khuất tất. Tại sao ông Trần Hùng đã nhiều lần được bạn bè khuyên giải nên về hưu? Bởi vì ông Trần Hùng ngồi đó, trước sau thì lãnh đạo nhà nước cũng thịt ông Trần Hùng. Sau ông Trần Hùng đã nói với các nhân vật thân cận của mình, cụ thể kể cả Đại tá Công an Nguyễn Như Phong, Phó Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân, Tổng Biên tập Báo Dầu Khí Việt Nam, ngày hôm nay đã viết trên trang Facebook cá nhân cho biết ông Trần Hùng nói với ông Nguyễn Như Phong: em làm xong cái vụ phân bón giả Thuận Phong thì không ai nói, em cũng tự động nghỉ. Vậy mà thưa quý vị, giữa cái lúc giao thời như vậy, các cái cơ quan của Bộ Công an đã tiến hành khởi tố bắt giam ông Trần Hùng. Vậy điều đó nó có liên quan tới cái vụ án phân bón giả Thuận Phong hay không? Tuy nhiên thưa quý vị, nếu quý vị hiểu rằng ông Trần Hùng bị bắt giữ nó liên quan tới một cái vụ in sách giả, theo đó cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Trần Hùng cùng với các cộng sự liên quan tới cái việc sản xuất buôn bán hàng giả, lợi dụng chức vụ quyền hạn, môi giới hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần in văn hóa truyền thông Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát, đội quản lý thị trường số 17 Tổng cục Quản lý Thị trường Hà Nội
và các cái đơn vị liên quan. Được biết, ngày 23 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố đối với ông Lê Việt Phương, cựu Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 14 và hai cựu kiểm soát viên Đội Quản lý Thị trường số 14 là Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương về các tội danh liên quan tới lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 7 người trong một cái đường dây sản xuất buôn sách giáo khoa giả trên địa bàn Hà Nội cũng như các cái tỉnh thành phố ở phía Bắc. Trong đó có bà Cao Thị Minh Thuận, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Phú Hưng Phát, chủ các cái nhà sách Minh Thuận, Hoàng Mạnh Chiến, 39 tuổi, giám đốc công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông Hà Nội, Nguyễn Mạnh Hà, phó giám đốc công ty cổ phần in văn hóa truyền thông Hà Nội. Thưa quý vị, được biết trước đó, trong các ngày 18 tới 22 tháng 6, C03 của Bộ Công an đã phối hợp với Cục An ninh mạng, Phòng và chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và nhà xuất bản giáo dục đã bắt quả tang các cái đối tượng tham gia in ấn gia công, tiêu thụ sách giả, khám xét khẩn cấp hơn 50 địa điểm của đường dây sản xuất tiêu thụ các loại sách giáo khoa giả trên địa bàn nhiều tỉnh phía Bắc. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 3,2 triệu quyển sách giáo khoa mạo danh nhà xuất bản giáo dục. Theo đánh giá của Cơ quan Cảnh sát Điều tra C03, đây là một cái đường dây sản xuất tiêu thụ sách giáo khoa giả với số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Thậm chí, đó có những cái khoản lợi nhuận tới 50 tỷ đồng. Ngay sau đó, C03 đã điều tra mở rộng quyết định bổ sung một cái vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn liên quan tới một loạt các cái cán bộ quản lý thị trường. Trong đó, ông Trần Hùng giữ chức vụ tổ trưởng tổ công tác 1444 đã được Tổng cục Quản lý Thị trường lập vào tháng 5 năm 2021 với một cái nhiệm vụ thu thập, tiếp cận, xác minh thông tin về các sự việc vi phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật về kinh doanh, hàng nhập lậu, hàng giả, vân vân và vân vân. Thưa quý vị, có một chi tiết đó là ông Trần Hùng, phó ban chỉ đạo 389, đã từng bị Bộ Công Thương trước đây ra quyết định kỷ luật bởi vì có những cái phát ngôn được cho là ảnh hưởng tới uy tín của lãnh đạo Bộ Công Thương và Bộ Công an, gây ra những hiệu ứng không tốt, dẫn tới việc dư luận xã hội hiểu nhầm hay hiểu sai, không đúng với bản chất của sự việc. Điều đó đã tạo ra những cái ảnh hưởng trong dư luận xã hội cũng như hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Thưa quý vị, những cái tuyên bố của ông Trần Hùng khi đó, đó là bất kỳ ai sai phạm cũng làm cho đến nơi đến chốn. Đó chính là lý do từ năm 2018, những người thân cận với ông Trần Hùng đã khuyên ông Trần Hùng nên về hưu cho khỏe mà tránh tai họa. Tuy nhiên, ông Trần Hùng đã khẳng định: tôi tiếp tục ngồi lại làm cho nó ngã ngũ, 2 năm rõ 10 cái vụ án phân bán giả Thuận Phong. Bởi vì theo ông Trần Hùng có những cái chứng cứ không thể chối bỏ được, đó là một cái vụ sản xuất hàng giả liên quan tới những cái sản phẩm phục vụ cho công tác phát triển nông nghiệp. Thưa quý vị, từ cái vụ việc ông Trần Hùng, giới phân tích cho rằng trong xã hội Việt Nam hiện nay, những cái ông nào mà hăng say chống tham nhũng, mà như quý vị đã biết, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã từng phát biểu chống tham nhũng triệt để, thì chúng tôi tự giết chúng tôi. Đó là lý do tại sao trường hợp của ông Trần Hùng, người ta nói vẫn cái ngựa quen đường cũ, hăng say thích nổi tiếng, nhưng không cùng một cái bài ca với lãnh đạo cấp trên thì chắc chắn trước sau cũng ăn đòn, và nếu như không thận trọng thì càng ăn đòn trên nhanh hơn. Đó là lý do hầu hết các cái quan chức Việt Nam hiện nay họ ngậm miệng ăn tiền, họ thà im lặng chứ đừng có những phát biểu trái ý của lãnh đạo. Trong cái việc ông Trần Hùng kiên quyết trong việc điều tra làm rõ và truy tố bằng được cái vụ sản xuất phân bón giả của công ty phân bón Thuận Phong, người ta nói
ông Trần Hùng đã nhầm, đã va vào những cái thế lực vô cùng mạnh. Kể cả ông Trần Hùng đã từng kể trước đây, có những cái người đến gặp riêng ông Trần Hùng thông qua những cái người cực kỳ thân cận, quen biết, hứa đưa trước cho ông Trần Hùng 1 tỷ đồng. Và nếu ông Trần Hùng bỏ qua cái vụ việc phân bón Thuận Phòng, người ta sẽ biếu tiếp 10 tỷ đồng. Thưa quý vị, đó là lý do bạn bè của ông Trần Hùng rất nhiều người nói rằng họ đã có linh cảm rất xấu đến với ông Trần Hùng. Nhưng người ta không nghĩ nó xảy ra vào cái thời điểm ngay sau khi Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa mới nghỉ hưu. Thưa quý vị, người ta nói ông Trần Hùng mới được bổ nhiệm cái chức vụ tổ trưởng tổ 1444 của Cục Quản lý Thị trường. Mà ông Trần Hùng chính là người lên tiếng công bố cái vụ in lậu sách. Trực tiếp ông Trần Hùng là người khui ra đầu tiên. Vậy tại sao Trần Hùng lại dính vào cái vụ nhận hối lộ trong vụ án này? Để quý vị hiểu rõ, thưa quý vị, trước khi bị khởi tố và bắt giam, thì ông Trần Hùng đã từng viết trên Facebook cá nhân và có những cái phát biểu liên quan tới cái vụ sản xuất sách giáo khoa giả như thế nào. Như quý vị đã biết, ông Trần Hùng là cựu tổ trưởng tổ 304 thuộc Tổng quyền Quản lý Thị trường. Trước khi khởi tố, ông Trần Hùng đã viết trên trang Facebook cá nhân đề cập đến cái vụ án sản xuất sách giáo khoa giả. Được biết, ngày 12 tháng 8, trước thời điểm bị khởi tố bắt giam 5 ngày, trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Trần Hùng, Phó Ban Chỉ đạo 389, đã đăng tải một cái bài viết đề cập đến những cái vụ việc có những cái dấu hiệu khuất tất xảy ra trong ngành quản lý thị trường. Trong cái bài viết vào ngày 12 tháng 8, thưa quý vị, được biết đề cập tới các cái cán bộ quản lý thị trường, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội bị bắt giam do liên quan đến vụ sản xuất sách giáo khoa giả. Mà ông Hùng cho biết, ông Hùng là người đứng đầu chịu trách nhiệm phá án. Trên trang Facebook cá nhân, ông Trần Hùng viết rằng: cá nhân tôi là một người tâm huyết gắn bó với ngành quản lý thị trường, tôi rất buồn và đau xót về cái vụ việc vừa kể. Theo đó, điều này nó là một sự cảnh tỉnh không chỉ đối với lực lượng quản lý thị trường mà còn đối với toàn thể xã hội trong một cuộc chiến đấu đối với cái xấu, với cái sai. Điều này nó chỉ ra cho thấy chỉ cần một phút lơ là, một phút yếu lòng trước các cái càm gò và cám dỗ, thì con người ta, những cái người được nhận trọng trách của Đảng và Nhà nước giao cho, rất có thể sai phạm những cái sai lầm không thể sửa chữa được và phải trả giá rất đắt vì những cái điều đó. Nếu như không giữ được đạo đức phẩm chất, rèn luyện tu dưỡng thường xuyên, thì con người ta rất dễ bị hạ gục và khuất phục bởi những cái cám dỗ. Thưa quý vị, những điều này liên quan tới ông Trần Hùng thì chúng tôi cảm giác nó cũng giống giống như người ta nói về ông Nguyễn Đức Chung. Trước khi ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Hà Nội, bị khởi tố liên quan tới nhiều vụ án tham nhũng, trên trang Facebook cá nhân, ông Trần Hùng đã viết rằng cá nhân ông 10 năm qua công tác trong ngành quản lý thị trường là một người đã trực tiếp hoặc gián tiếp xử lý rất nhiều vụ việc, đã từng phối hợp với rất nhiều cơ quan ban ngành ở trung ương cũng như địa phương, kể cả những cái việc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp từ những lãnh đạo cao cấp của Đảng. Theo ông Trần Hùng, trong công cuộc phòng chống tội phạm hàng gian hàng giả, có rất nhiều vụ việc nó nguy hiểm, trực tiếp đe dọa đến tính mạng. Chúng tôi, những người làm công tác quản lý thị trường, chịu rất nhiều áp lực thị phi, kể cả những điều người ta vu cáo. Vu cáo ở đây không chỉ là chính danh mà kể cả nặc danh. Rồi họ còn sử dụng những loại đòn bẩn đánh sau lưng nếu người ta tiến hành mua chuộc hối lộ bất thành. Đó là lý do tôi, tức ông Trần Hùng, đều luôn luôn cố gắng giữ bản lĩnh để có thể vượt qua. Đó là lý do cho đến nay tôi cảm thấy vô cùng tự hào, tôi không để xảy ra một cái sai phạm nào và tôi sẽ cố gắng giữ vững tinh thần trong sáng đó. Thưa quý vị, một cái cá nhân viết trên trang Facebook cá nhân của mình thì chúng tôi tin hơn là người ta đứng ở trên bục giảng, người ta giao giảng đạo đức. Và tôi tin, tôi cũng có những cái người đàn em của tôi biết và làm việc
với ông Trần Hùng. Cách đây ít giờ, chúng tôi có trao đổi tìm hiểu xem ông Trần Hùng là một người như thế nào, có thực sự là bị hàm oan hay bị cài bẫy hay không. Thì một cái câu trả lời là chắc chắn Trần Hùng bị cài bẫy. Thưa quý vị, trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Trần Hùng còn cho biết cá nhân ông có điều kiện bởi gia đình ông hậu thuẫn và ủng hộ, đồng thời tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần. Nên chắc chắn ông Trần Hùng khẳng định, tôi đảm bảo tôi sẽ vượt qua những cái cám dỗ khó khăn để hoàn thành một cái nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho. Với nguyên tắc thấy đúng thì tôi bảo vệ, thấy sai thì tôi kiên trì đấu tranh cho đến cùng. Ngoài ra, Trần Hùng cũng đề cập tới việc các cái đồng đội công tác trong ngành quản lý thị trường hiện nay vô cùng vất vả và không phải ai cũng có gia đình tạo điều kiện để không phải lo nghĩ mưu sinh, tức là nhận hối lộ. Theo ông Trần Hùng, chỉ một phút chủ quan hay yếu lòng, các cái cán bộ quản lý thị trường quên rèn luyện tu dưỡng bản thân, thì một lần tặng lưỡi bỏ qua thì rất dễ sai phạm, thậm chí mắc vào vòng lao lý. Thưa quý vị có thể xem trên màn hình trình chiếu những cái hình ảnh về nhân tướng học đối với ông Trần Hùng. Chúng tôi tin rằng ông Trần Hùng là một cái người mà người ta nói tâm sinh tướng. Tướng ông Trần Hùng không phải là một kẻ gian trá hay xảo quyệt. Và chúng tôi có thể tin vào những cái điều mà ông Trần Hùng viết trên trang Facebook cá nhân tới khoảng 70%. Nếu quý vị hiểu rằng trên trang Facebook cá nhân, ông Trần Hùng còn viết, cá nhân tôi chỉ mong muốn một cái điều tôi rất tâm huyết để nói với các đồng nghiệp của tôi trong lực lượng quản lý thị trường rằng, nghề quản lý thị trường là một cái nghề nhiều vất vả, dòng khó. Nó đòi hỏi phải có trình độ nghiệp vụ, nắm chắc, đặc biệt vấn đề hiểu biết luật pháp, phải có đủ tâm, đủ tầm. Một người cán bộ quản lý thị trường phải luôn luôn trách nhiệm hết mình đối với công việc, phải biết tỉnh táo trước các mồi cuộc ra cám dỗ, không để mình bị mắc bẫy bởi những viên đạn bọc đường. Cán bộ quản lý thị trường phải bản lĩnh, dũng cảm trước những đe dọa. Nếu như chúng ta không chịu khó tu dưỡng, rèn luyện thì rất dễ vi phạm và mắc bẫy. Thưa quý vị, đó là những cái điều mà ông Trần Hùng nói, tự viết ra trên trang Facebook cá nhân. Xong có một cái Facebook Trần Thanh Cành là bạn bè của ông Trần Hùng đã bất ngờ trước khi tên ông Trần Hùng bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bắt tạm giam với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Theo ông Trần Thanh Cảnh, tôi sẽ quan sát và tôi đợi xem Bộ Công an làm gì với bạn tôi. Theo tác giả Trần Thanh Cảnh, tôi vừa được tin qua báo chí một người bạn thân của tôi, đó là ông Trần Hùng, một lãnh đạo của Tổng cục Quản lý Thị trường đã bị bắt giam với tội danh nhận hối lộ. Ông Trần Hùng đang là tổ trưởng 1444 của Tổng cục Quản lý Thị trường của Bộ Công Thương. Đó là một cái chức danh rất ất ơ đối một cán bộ cao cấp. Tôi đã từng nói với Trần Hùng rằng đó là một cái chức quyền rơm vạ đá. Nếu cậu không cẩn thận thì cậu sẽ dính đòn và ăn đủ. Và đến bây giờ, theo tác giả Trần Thanh Cảnh, bây giờ tôi nói cái điều gì đều là quá sớm, mà chúng ta sẽ đợi các cơ quan điều tra và thời gian sẽ cho biết chân tướng sự việc, sự thật nằm ở đâu. Đành chỉ biết quan sát và chờ đợi. Theo tác giả Trần Thanh Cảnh, Trần Hùng bạn tôi đã có một nhiều năm công tác ở cái ban chống hàng giả thuộc chính phủ, ban 389, có thời kỳ ông Trần Hùng được gọi là hung thủ của bọn làm hàng giả và buôn lậu. Đó là lý do tại sao Trần Hùng bạn tôi có rất nhiều kẻ thù và dĩ nhiệt. Nhưng tôi vẫn có một niềm tin tuyệt đối vào ông Trần Hùng, một người đã được đào tạo kỹ lưỡng tại trường đại học công an C500, lại đã trải qua rất nhiều cương vị công tác. Tôi tin rằng nếu ông ấy thực sự trong sạch, sẽ biết cách chứng minh cái tầm của ông. Song tác giả Trần Thanh Cảnh cho rằng, quan trường, chính trường ở Việt Nam bây giờ, nếu ông Trần Hùng thực sự ngây thơ không biết, nó có rất nhiều cạm bẫy. Đó là lý do nhiều lần tôi và các bạn bè của tôi đã khuyên Trần Hùng nên rũ áo từ khoan, về nhà mà vui thú điển viên, chứ không trước sau mày cũng ăn đòn đủ.
Đó là lý do bây giờ tôi chỉ biết cầu mong cho Trần Hùng tai qua nạn khỏi. Tức Việt Thành cùng toàn thể ban biên tập xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.